Chế Linh bị vợ cũ hủy hoại hết tài sản, tài liệu, kỷ vật quý giá. Danh ca Chế Linh là người gốc trăm, ông nổi tiếng vào những năm 60 của thế kỷ trước với giọng ca đi vào lòng người. Ông cùng nhạc sĩ Bằng Giang đã sáng tác những ca khúc nổi tiếng như Đêm Buồn Tình Lẻ, Đếm Bước Cô Đơn, Bài Ca Kỷ Niệm. Giọng hát của Chế Linh có sự mùi mẫn đặc trưng, dễ đi vào lòng khán giả. Ông là một trong bốn giọng nam nổi tiếng nhất nền bolero thời kỳ đầu bên cạnh Duy Khánh, Hùng Cường và Nhật Trường. Thành công trên con đường âm nhạc nhưng đường tình duyên của danh ca Chế Linh lại khá lận đận. Ông có bốn đời vợ và 14 người con gồm 7 nam 7 nữ. Mới đây, trong chương trình Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã tâm sự về nỗi tiếc nuối khi đánh mất nhiều kỳ vật vì bị vợ cũ đem bỏ đi. Ông kể lại, khi sang nước ngoài định cư, tôi để lại hết tài sản và tài liệu quý giá của mình cho gia đình, chỉ đi người không, vợ con tôi cũng bỏ lại. Sau này, vợ con người nhà tôi đã hủy hoại hết tài sản, tài liệu, hình ảnh kỷ niệm của tôi, không còn gì cả. Tôi mất hết mọi thứ, từ sách báo bằng đĩa tới giải thưởng. Tôi vẫn nhớ hồi trước ở Canada, chế phòng gọi điện cho tôi nói: "Ba ơi, giải của ba, mẹ chuẩn bị đem ra đốt rồi." tôi phải nhờ chế phong cất giải thưởng đó đi gửi sang canada để tôi làm kỷ niệm. may quá chế phong cũng gửi sang cho tôi nên đến giờ tôi vẫn giữ được giải thưởng này để hồi tưởng kỷ niệm về thời hoàng kim. vợ tôi, vợ cũ chế linh, mẹ của chế phong đã tiêu hủy một số tư liệu quý giá từ băng nhạc, sách báo tới đĩa nhựa, giải thưởng, huy chương. tôi rất đau lòng nhưng cũng thông cảm cho vợ tôi đến giờ tôi chỉ còn vẹn vẹn lại một tấm bằng khen từ huy chương vàng để nhất hạng nhìn rất méo mó nhưng thôi có còn hơn không tôi cảm ơn chế phong chế linh nói Nam danh ca chia sẻ, khi ở Canada, ông cũng được bạn bè ở Việt Nam gửi quà cho một số báo chí tư liệu. Tuy nhiên năm đó, thành phố ông ở lại gặp một trận mưa lớn khiến nhà cửa lụt lội, làm hỏng hết những kỳ vật đó. Tranh luận quanh giọng ca chế linh ở tuổi 80 cây đại thụ của dòng nhạc vàng được nhiều đồng nghiệp và khán giả nể phục ở giọng ca bất biến với thời gian. Nhưng mới đây, nhân dịp lễ Vu Lan, một video ghi lại màn tình diễn của danh ca trên sân khấu hải ngoại, ông hát bông hồng cái áo, nhạc phạm thế Mỹ dựa theo tùy bút của thiền sư Thích Nhật Hạnh đã gây tranh luận sôi nổi với những người yêu nhạc xưa. Bông hồng cái áo không xa lạ với người yêu nhạc, có thể nói, đây là một trong những ca khúc thịnh hành mỗi mùa vu lan báo hiếu. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ. Bài hát có những câu, rồi một chiều nào đó anh nhìn về mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng mẹ ơi mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là, biết là con thương mẹ không? Những câu hát này bắt nguồn từ tùy bút của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ca khúc rung động về mẹ đã được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện, một trong những giọng ca gắn với bông hồng cài áo chính là ca sĩ Diệu Lý, khi còn trẻ bà đã biểu diễn bông hồng cài áo nhiều lần và đem lòng yêu cha đẻ của nó, người hơn bà đến 20 tuổi để sau cùng họ có một đám cưới ấm áp. Trở lại với phần trình diễn của danh ca Trí Linh, đây là một video mới được một trung tâm ca nhạc hải ngoại đăng tải trên Facebook của họ và trên YouTube. Chế Linh với vóc dáng và thần thái trẻ hơn nhiều so với tuổi thực đã hát bông hồng cái áo bằng lối hát quen thuộc, kỹ thuật ngân rùng đặc biệt. Tuy nhiên, bông hồng cái áo với sự thể hiện của danh ca Chế Linh lại gây tranh luận. Họ so sánh phần trình diễn của Chế Linh với nhiều ca sĩ thế hệ sau như Nguyễn Hưng khi trình bày cả khúc của Phạm Thế Mỹ, danh ca để lộ nốt cao kém sáng, thí dụ sáng trong câu Mẹ là bài hát thiên thần là ánh sáng trên cao, cho nên nhiều khán giả đã bình luận nốt cao lên hết nổi. Nhưng Chế Linh vẫn được nhiều fan bình vực, họ cho rằng Chế Linh đã 80 tuổi, còn đứng trên sân khấu cất tiếng ca là đã quá tốt, có thể màu giọng của ông đã thay đổi ít nhiều, nhưng nốt cao không còn sáng, đẹp, nhưng ông hát đầy cảm xúc. Nếu Hồ Văn Cường hát bằng sự hồn nhiên, trong sáng của người trẻ chưa vào cuộc đời, thì Chế Linh hát bằng tình cảm của một người đã trải đời, càng trải đời càng thấm tấm lòng và sự hy sinh vĩ đại của mẹ. Phòng độ nhất thời đẳng cấp mái mái cũng là một câu nói quen thuộc được khán giả dành tặng Chế Linh. Cũng có không ít ca sĩ nổi tiếng gặp sự cố về giọng hát trên sân khấu, giọng ca bông điền điền khi hát trong đêm chuyện ba người ở cung văn hóa hữu nghị Việt Xô Hà Nội đã phải xin lỗi khán giả vì không thể hát tròn bài do không lên được những nốt cao. Giọng ca người tình mùa đông cũng từng có một thời gian bị mất giọng. Người hâm mộ hy vọng trong live show sắp tới ở Việt Nam, Chế Linh sẽ lấy lại phong độ, chứng minh là giọng ca bất bại với thời gian. Chế Phong nói gì về người bố nổi tiếng danh ca Chế Linh? Người con trai có diện mạo giống với danh ca Chí Linh chọn cuộc sống yên bình khi sang Mỹ sau khi ly hôn nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Chế Phong là người con trai của danh ca Chế Linh ở hải ngoại. Theo đuổi dòng nhạc trữ tình, Chế Phong được đánh giá có giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc. Anh cũng thường bị so sánh đặt lên bàn cân với người cha nổi tiếng. Vậy nhưng với Chế Phong, điều đó không khiến anh e ngại. Tháng 8 năm ngoái, anh sang Mỹ đoàn tụ gia đình trong nhiều năm xa cách, đồng thời gặp lại người cha kính yêu. Đây cũng là lúc anh giải bài tình cảm của mình với cha. Đừng để người ta nói cha làm thầy còn đốt sách. Xin chào ca sĩ Chế Phong, cuộc sống của anh hiện tại ở Mỹ ra sao? Hiện giờ Chế Phong đi hát trở lại và cũng bớt buồn như những ngày đầu trở lại Mỹ. Lý do khiến anh quyết định không ở lại Việt Nam và sang Mỹ sống có phải vì việc đổ vỡ hôn nhân. Có lẽ mọi việc cũng là sự trùng hợp vì chế phòng đã tính qua Mỹ trước đó nhưng cũng vì dịch Covid nên mới lùi lại tới sau đó mới đi. Khi đoàn tụ gia đình sau nhiều năm xa cách, điều gì khiến anh nhớ nhất trong ngày gặp gỡ? Chế phòng về Việt Nam từ năm 2009 và năm 2021 mới qua lại. Điều khiến chế phòng nhớ nhất chắc là người con trai của mình. Giờ cậu ta to cao, trưởng thành và rất hiếu thảo. Hình như từ khi sang Mỹ, anh cười mở hơn, chia sẻ nhiều hơn trên trang cá nhân, anh có thấy cuộc sống mình đổi khác. Không phải hình như đâu mà từ xưa giờ chế phong là vậy, chỉ vì hồi đó thích ở phía sau, phụ giúp người mình thương nên tôi bỏ hết, kể cả hát cũng không muốn đi. Giờ qua đây, tổ nghiệp thương được anh chị em mời đi hát nên chế phòng hát lại, bên này buồn lắm không hát chắc buồn thế thảm theo đuổi dòng nhạc trữ tình giống với người cha nổi tiếng của mình, anh có e ngại bị khán giả so sánh với cha, danh ca Trí Linh. Cũng rất nhiều người hỏi tôi về việc này, tiện đây tôi cũng xin trả lời luôn, chế phòng rất hãnh diện về tài sản âm nhạc bà để lại, mình phải có trách nhiệm bảo tồn nó, không gì phải e ngại. Điều quan trọng là mình thể hiện nó cho đàng hoàng tử tế, đừng để người ta nói cha làm thầy còn đốt sách. Lại có tin đồn, anh xích mích với bà ruột vì hai người không gặp nhau một thời gian dài, anh nói gì về điều này? ai mà đồn ác vậy, chế phòng nghĩ mọi người nên vào kênh youtube của chế phòng sẽ rõ nhé. Điều anh khâm phục nhất ở cha của mình là gì? Mình không tưởng tượng được ở tuổi 80 mà bà vẫn hát được hơn 30 bài, như vậy có đáng khâm phục không các bạn? Một điều nữa, bà có 14 người con tuy không cùng một mẹ nhưng vẫn thương yêu nhau như cùng một mẹ sinh ra và đặc biệt 7 người con trai, 7 người con gái chắc nhờ ơn trên sắp đặt mới được như vậy đã gọi là thị phi thì hà tất mình để ý làm gì trong một lần gặp gỡ cha anh có trêu chọc khuyên anh và nữ diễn viên thúy nga kết đôi mối quan hệ anh và thúy nga thế nào nói tới việc này là chế Phong tưởng tượng ra nguyên cái mặt thúy nga đang cười híp mắt mỗi khi hai anh em làm clip đăng trên youtube thường tám chuyện cho vui vậy mà chế phong và thúy nga biết nhau cũng gần 30 năm rồi hiện tại chỉ là anh em với nhau thôi sau này không biết à anh mong mỏi điều gì về cuộc sống và sự nghiệp cả hát sau khi sang Mỹ? Tôi chỉ mong cuộc sống bình yên như mọi người. Nếu tổ nghiệp còn thương, tôi sẽ không phí phạm sức khỏe, tập trung chuyên môn cho sự nghiệp của mình để không phụ lòng khán giả và thương yêu bao nhiêu năm. Anh có nghĩ mình sẽ bắt đầu tìm tình yêu mới hay sẽ chọn lựa cuộc sống một mình? Không ai biết trước được điều gì đúng không? Nhưng còn người ta sẽ quyết định được tương lai mình sẽ làm gì. Điều này bí mật nha. Anh có gặp khó khăn gì khi sang Mỹ sống và phát triển sự nghiệp cả hát ở giai đoạn này? Chế Phong được tổ nghiệp thương và anh chị em bên này cũng thương, mời chế Phong hát thường xuyên nên cũng không gặp khó khăn gì. Trong các clip anh chia sẻ trên kênh YouTube, anh có một cuộc sống an nhiên. Anh thích chọn cho mình một phong cách sống như thế nào. Tôi là người dễ hòa nhập vào cuộc sống dù bất cứ ở đâu hay nơi nào, mình cứ là chính mình. Quan trọng là phải sống thật, sống sao cũng được mà đều là tùy duyên.